đây 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 thành quả của anh em mình rất là nhiều luôn mọi người ạ. Ok, hello tất cả mọi người nhá. Hôm nay anh em mình vừa lượn ra đồi lại thấy có một cái hố có cá sộp nó đớp. Bây giờ anh em mình sẽ sâu không? Hả? Không. Chỗ anh em mình đang đứng đây cách đây khoảng mấy tháng thì nó đang là mênh mông nước luôn mọi người ạ. Ngập tràn trên nước luôn. Bây giờ nó cạn rồi. Có những con cá là sụp cá chê cá kiếp các kiểu nó không kịp rút quân ấy thì nó sẽ cư trú ở những cái cây bẻo ấy, cái lục bình đấy mọi người. Mấy anh em mình sẽ xuống để mà vớt hết lên để tìm ăn ngủ của nó nha mọi người nhá. Hả? Được luôn. Như thế này nhỉ? Ngu. Cười to à? Bắt được con cá này để tuột. Ngu luôn. Ngu. Tuấn ạ. Rúi đầu xuống đây rồi. Út mẹ mày đi. Nó phải chết. Rồi. Mình đã bảo rồi, ở đây là một khu tiềm năng mà. Rồi. Tống hết bèo lên. Ui sụt đấy, ui nơi khó bắt nó phết đấy. Con nước hả? Nhiều lắm. Nó có bùn. Chắc chắn là nhiều luôn. Ôi, nó vừa trượt trượt đi thôi. Khó bắt lắm đấy. Khó lắm, nó sụt bùn đấy. Lên đây đi. Ui, con này ngon đấy. Lấy cái túi đi. Vâng, chạy lên lấy cái túi. Đấy, con đầu tiên nha, chiến công đầu. Chiến công đầu nha mọi người nha. Lâu lắm rồi lại bắt được một con cá trội mọi người ạ, cá cừ này. Thôi, con này trội được đấy. Ở đâu mà hiếm nha. Lên cho anh em mình dẫn đi bắt con cá cờ này về nuôi cảnh nhá. Hơi bị đẹp luôn. Nó có vân xanh này. Có cả vân xanh vân đỏ nhá. Cái này vào trong nước trong này đẹp lắm. Để cho dẫn phim vào mọi người ạ. Bịt vào. Không có vô sơ nó tiếp mà. Đấy. Đó, đó không à. Trời trời. Đi rồi. Em vừa xong rồi nó. Cứ sợ gì nó rồi. Quay nó ra đây. Đi đâu nhỉ? Tay chạy ra ngoài đi. Thấy rõ ràng nhỉ? Nó chặn tay ra ngoài. Ừ. Phát sao bắt mình. Đã tiến bịt rồi. Tưởng nhanh mà lâu phết mọi người ạ. 15 phút rồi. Chưa thấy chưa nổi một góc luôn. Chưa được nửa. Thank you.
khoảng 30 phút dọn thì anh em mình đã dọn xong cái đống bèo rồi nhá. Nhưng mà nghe có vẻ kiểu như lúc đầu cứ tưởng hên, nhưng mà bây giờ cảm thấy là không thấy có cá cả mọi người ạ. Khó sợ. Ui đây con chọc anh ơi. Quay bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Quay. Quay vào đây, quay vào đây. Nó sắc bùn. Nó không, nó nắc. Ở đây. Không phải đây. Không, anh mày móc. Đây. Cá con. Cá bớn này. Bắt cá sộp đi. Có ba con cá con. Cá sắc anh gọi là cá thân bớn đấy. Hơi bị đấy luôn. Nó luôn. Đó. Đây. Đây. Nó còn người nổi cái lừng lừng cái béo ấy. Cả con. Đây. Bắt được một con. Nó giúp qua bờ à? Ra trơn. Anh ơi, con nữa này. Đó. Đâu? Từ. Con này cá ngạnh, cá ngạnh. Nó cắm bùn. Cá ngạnh nhá. Đây. Cá bò. Con sộp. Nhiều phớt đấy mọi người ạ, túi lưới đâu? Vừa nổi đấy luôn này. Nhâm, thấy túi lưới đâu? Để đây này. Trên này. À, được một con chê nhá mọi người nhá. Con sộp vào đây này. Đấy. Chê vàng luôn. Loại này nó đánh ngạnh rất là sợ luôn. Này, con sộp luôn. Sổ đầu ấy, nó vừa nhảy lên đấy. Thế sáng nay kia mình trắm vịt sáng cho nó mò. Hôm nay tao vừa thấy dãy đây mà. Ê, đây, con đây. Quay đây, quay đây. Lại chê tiếp. Lại chê tiếp. Có con sổ cơ. Hả? Có một con ra ngoài đây. Có một con da trơn sổ ra đây này. Quắng cho nó vậy mà. Cách bùn đi. Em nghĩ cho mình là con đường quắng bùn lên để nó sạc bùn. Thấy chưa? Còn to lắm. Nó vừa sửa nó. À, cây tăm lên đây. Cây tăm lên đây. Cây tăm ra ngoài này rồi. Nó nghe nó vừa đi. Cây. Nó cày rồi. Nó còn nổi lừng. Ui, cả bế. Ủa, nó tỉnh ra to. Ui, mấy em chủ chắc không có em lật ngựa. Không, không có lắm. Còn cả con tổng vịt pro. Thấy mõm. Cái gì nó nổ nó bắt. Ui, đây. Nhanh lên. Nó nằm luôn đây luôn. Đây là con cái gì này. Đón tay vào đấy.
Dứt điểm đi. Được không? Chút. Mặt. Phi vất vào kìa. Đấy thì mặt thật đấy. Tại thằng Vượng mà. Đồ này. Đùa này. Đấy. Tao vắt được rồi. Người chắc kia để đồ rồi. Đâu, anh để cả người nó xuống rồi. Đồ. Ê, đồ, con to rồi. Không, con ra vừa vừa. Nhỏ nhỏ nữa, mình ngon. Sao mình không chờ được con cá to? Mình vừa sờ người rồi. Hả? Vừa sờ người rồi. Nằm ngay bờ luôn. Như nó sặc 4 lên. Đây, đây, nó vừa làm chân không? Nó sặc 4 lên đấy. Lại mất rồi. Mẹ ơi. Ê! Mẹ, già mẹ. Sụp luôn. Nhớ con gì rào chờ. Sụp. Có bắt quá mọi người. Giờ phải làm thủi cho nó lên ạ. Thôi. Vừa thấy nó thử. À, cá anh em mình quần. Đây này, con cá này một quả. Yếu rồi nhá. Tay anh ở đây đấy, cái gì nó mà đấy, không muốn rồi. Đây một con. Mày em mày, ui trời, ui trời, dí nó xuống mới bắt được. Dí nó xuống một con nữa nhá. Xem nó thử đâu, nó sắc bùn đấy. Ui à, nhậm gì con cá to vách trưởng. Chạy đâu thế, nắng giếc. À, ấy, ôi ơi, giếc ngon nhá. Cá này về khó. Con ăn chưa, con chưa vậy. Ấy, giếc ngon nhá. Béo. Đây con nữa. Đấy. Ê trời. Cá quá nhỉ. Cầm đi sao. Một mày vào nó dày ơi. Không có được đi tôi đấy. Đứt thử cái thấy rồi. Sờ nhẹ thôi. Khoáng đi. Lấy túi nhá mày. Kinh khủng luôn. Lấy túi. Giếc. Giếc nó béo nhá. Ấy, nó vào chân. Đây. Dí chân anh, chân anh. Đây. Chết rồi. Dí nó xuống. Nó bóp đầu luôn. Đi. Chết chạy. Ui, đánh bóp rồi, cứt nó ra rồi. Nó vừa rồi. Ui, ông biểu tỏ. À. Đây. Giếc. Giếc ngon đấy. Anh nhóc ơi. Miệng nào. Em nhảy qua. Sát vô nhá. Ừ. Vô chừng dưới đôi một con ở đây. Đây. Vẫn là con nhiều. Cô dùng coi đây. Nó sắc bùn, nó nằm im đấy. Đây. Túi đó, thấy chưa chưa? Vừa. Cái gì vậy? Chắc hết rồi đấy. Chưa. Đây. Phụ đi chân lạnh toát. Không. Tầm bằng nhau.
có một con to lắm, sổ dính như kiểu bắp chân ấy, nhưng mà không thấy nó đâu nữa. Khoáng đi, khoáng đi. Đó, nó mở túi, không nó rãnh á. Chả có con nào. Đấy, này cho này. Đây, đây, đây. Đâu? Đặt xuống, đặt xuống. Điểm lại. Chà. Đây. Tập màu ra. Đây. Tập màu ra. À, đây, 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 đây. Từ từ, từ. Tại nó xuống ở trong được rồi. Lấy túi đi, lấy túi đi. Kinh nhờ, tập màu sọc kinh nhờ. Phải biết kiểu nhưng mọi người nhớ dí nó xuống bùn. Mặc dù là bây giờ nó sặc bùn rồi nhưng mà nó rất là khỏe. Tương phớt đấy, được chụp con không? Thôi, tương phớt đấy. Được đấy, được đấy. Nhưng mà... Đấy. Làm gì đấy? Quái. Có mà thỉ cái. Chà, điên ánh rồi. Thấy gì chưa? Điên nhánh luôn. Túi túi túi, đứng đứng đây. Đây này, đừng bỏ một con gà này. Túi đâu? Túi vừa. Không thấy chiếc rồi. Đặt cơm chưa, đặt cơm chưa? Anh bảo hố này cũng có mà. Đặt cho này có. Nhưng mà hố này sâu hơn. Nhiều lắm. Rồi mấy con ấy. Anh vứt bớt bẹo lên nhỉ. Đang đợi nó tự nhiên anh. Ôi, chùi hoa, chùi hoa, chùi hoa, một con, sốp, chùi hoa chứ anh, con tay trái chùi hoa, không biết phân biệt chùi hoa với chùi đầu nó nhọn hết, thế à? À, thế à, nhìn phát thì cái vân không nữa là biết, con gì, sốp, mình nhìn nó như kiểu đấy, lâu lắm rồi mới gặp một con chùi hoa đấy, ui. À, hai chùi hoa, nhiều phết đấy. Nhìn cạo thôi. Nhiều lắm. Một lúc mà nó thấy cả. Con gì? Con gì? Ây, sụp sụp sụp. Ui. Nhắm hẳn vào nó luôn. Quét cái gì? Càng vừa thôi, tập 1, tập 2 về đây. Mạnh mày. Xịt chân. Ui, 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 ui. Sao nè? Ui, con này to. Ui, khủng long, khủng long. Từ đâu? Từ đâu, từ đâu? Kinh này. Con ra này là thành con này lớn con đấy ạ. Con này con chưa anh. Tỉnh vai. Cẩn thận ơi. Dưới bắt này tội đồ đấy. Con ăn. Ui, đến xì. Đến. Ui, nó khỏe vãi cứt. Ây da. Thế rồi. Nhớ mày giết mày. Thành quả của anh em mình rất là nhiều luôn mọi người ạ. Ui. Con lóc đen này. Hai con này, hai con này đại ca này. Con này có chửa này. Con này có chửa. Chửa hoa. Chửa hoa có chửa mang đi ăn. À, nhiều phết đấy. 2 4
6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Rồi, nhớ, hơn 20 con. Rồi, cá giếc này cực kỳ béo nhá. Đây này, ngon nhất là chú Hoa với cả hai con cá bò này mọi người ạ. Cá bò. Cá bò. Cá chê. Cá chê à? Bây giờ đốt nhỉ. Chê cá chế. Mà... cá chế. Bò nào bò này. Đốt nhỉ, lấy củi. Dớm. Củi dớm nữa. Ui. Ok. À bắt nó bắt đây. Mà sao mình đổ vào chợ luôn. Của hàng tốt nhỉ. Hai con đấy to. Để nóng. Cái bảy lần. Trời, con này thả. Bình đấy, bắt. Con này mang về thả ao rồi. Thôi cho nó bắt ra. Ây da. Cho bọn nó chuyển nhớt cho nhau. Ok anh em nhá. Bây giờ đến chương trình ẩm thực uống bia. Cá lóc với cá sộp là mình sẽ đem đi đốt hết nhá. Còn cá diếc rán. Cá diếc sẽ rán. Món này uống bia thì hết giờ mọi người. Đừng quát. Ê, tôi đã lấy dơm cọ đó. Đấy, thế đặt cái mâm đấy vào đây, xong rồi lấy mâm khác. Ui, bạn nhầm đốt không ăn thua. Ui, đốt bên dưới còn nguyên da. Không lật cả. Hết dương rồi. Không một tải. Không một tải. Không một tải. Đấy, vàng đẹp luôn. Món này hơi nhom nhem tí nhưng mà uống bia thì hết giờ rồi mọi người nhé. Ok nhé mọi người nhá. À, ô, sao lại có 3 con này? Dán có 3 con nhưng không phải dán 3 con. Ui, nó để kho. À, đây là món cá giếc. Cá giếc này, rán này. Đấy. Ui trứng. Ui, bỏ cho chó đi. Cái này không ăn được. Đấy, cho ra đi, bỏ cho chó. Cho cái cục. Ui nhìn này. Ừ, ngon lắm. Bánh kia bánh muối này. Đây nhá, còn đây là cá sộp nhá. Béo lắm rồi ạ. Nói con chuối hoa đâu nhỉ? Con chuối hoa, mỗi mũi. Đây. Đây. Con này là con chặt chuối nhá. Con là chặt thịt lắm. Trứng bạn. Có trứng ở con này này. Đây con chuối hoa này có trứng này. Trứng. Ui, ngon lắm. Ngon đấy. Cả buồng luôn. Đấy. Ui, ngon đấy. Ui, ngon đấy. Tẩm cho vợ tạo cho mình. Đây, có ăn không? Có. Ruột ngon nhất. Không mấy sọc kia thôi. Mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Wow. À. Làm tí đi. Wow. Ngon. Tí học. Hôm nay tổng cộng anh em mình bắt phải được khoảng tầm 6 đến 7 cân cá. Cá này rất là ngon, nhìn cái thịt nó cực kỳ chắc nhá. Mà khi đây. Đây mình sẽ bóc một con
to cho mọi người xem. Có con cá anh vừa bắt thịt đây đâu nhỉ? Đây đây đây, con chuối hoa này. Đây, chuối hoa. À, đây là con cá sổ. Cá sổ. Đây. Mềm mềm. Thịt nó rất là chắc nha. Ui, con nào cũng có trứng luôn. Ui, đó, nhưng mà đốt chưa chưa chín hả? Chín. Ngon. Đây là ngon. Ăn thịt này là ngon. Đấy, con nướng nữa này, con nữa này. Chém miếng. Đấy. Không phải tranh nhau nhiều lắm anh em ạ. Hôm nay không phải tranh nhau. Chín lắm á. Đi em. Chín rồi. Ăn cái này này. Ui, cái ngón gập ra đây. Đây á. Đấy, con này có này. Béo lắm. Mỗi tội là ở những cái khu bèo, bình bèo nó nước nó đọng lâu ngày. Tức là vẫn là cá tự nhiên, vẫn là cá kia nhưng mà nước nó đọng lâu ngày. Cá nó trong ruột nó khá là nhiều bùn. Tại vì anh em mình khoáng để cho con cá nó kiểu hấp hối thiếu oxy cho nó dễ bắt ấy, còn không không bắt được nó nhá mọi người nhá. Có. Có nào? Anh chụp này. Hả? Ăn đi. Không em ăn được. À, ở ngoài đấy còn một số chỗ nữa. Hôm nay anh em mình sẽ ra hút tiếp bắt cá cho mọi người xem nhá. Khả năng clip này hơi dài, mình xin phép sẽ kết thúc tại đây. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye tất cả mọi người. Chào.